Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Yahung Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trần Financial, mua nhà, bán nhà, business loan với tiền commission rẻ nhất. Nếu không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Máy xăm Staccato, một công nghệ mới, xăm da đầu, chân mày và môi, hiệu quả không ngờ. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, thưa quý vị, ngày 23 tháng Giêng năm 2023, nhằm vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão. Trước hết thì chúng tôi vẫn xin cầu chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe thật là dồi dào. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Mùng 2 rồi anh Dũng ơi. Dạ vâng, rồi. Mau quá phải không? Đó, chúng ta mới đó mà chưa tới cái hôm ngày 30 Tết thì mình nghĩ là Tết nó đang ở trước mắt. Thế rồi qua ngày thứ bảy Chủ nhật thì thôi, xong rồi. Thứ bảy Chủ nhật là kể như là một cái hội chợ, một cái cuộc diễn hành lớn ở trên đường Bonsa, thưa quý vị. Mà chúng tôi đã thưa cùng quý vị là chắc chắn sẽ có nhiều cái chi tiết. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến cùng quý vị trước hết là một số các cái chi tiết liên quan đến cuộc diễn hành. Cho đến giờ phút này thì chúng ta gọi đây là một cuộc diễn hành đã thành công, phải không ạ? Mặc dù là nó được chuẩn bị rất là gấp rút chỉ trong vài tuần lễ, vì ban tổ chức đã không có nhiều thì giờ sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào hồi tháng 11 năm rồi. Chắc chúng tôi cũng xin ông Tyler Diệp trình bày một số các cái diễn biến ngày hôm qua. Dạ vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó thì có độ khoảng chừng, nếu tôi nhớ không lầm đó, gần 80 những cái đoàn biểu tình đã ghi danh tham gia vào cuộc diễn hành này. Thì tất cả mọi người đều phải coi như là có mặt ở tại góc đường Newlyn và Bosa trước 8 giờ rưỡi để mà gọi là ghi danh vô. Rồi sau đó thì 8 giờ rưỡi thì ban tổ chức đã có một cái cuộc mà gọi là opening ceremony, là nghi thức để chào mừng các quan khách cũng như là những mạnh thường quân đã bảo trợ cho cuộc diễn hành Tết năm nay. Thì dĩ nhiên là trong phần đầu chúng ta cũng đang thấy được cái sự xuất hiện của thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Chí cùng với lại toàn thể hội đồng thành phố Westminster, bao gồm luôn kể cả phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn, và họ đã đứng ra để mà cảm ơn giáo sư viên Andrew Đỗ là nhà bảo trợ lớn nhất cho cuộc diễn hành Tết năm nay. Và như là Dũng đã tường trình đó, khi mà cái tân hội đồng thành phố mới nhập chức vào giữa tháng 12 thì thành phố đứng ra quyết định rằng đứng ra sẽ tổ chức cái diễn hành Tết, chứ không để cho một tổ chức cá nhân để mà tổ chức nữa. Thì nó chỉ có vỏn vẹn là đổ một tháng thôi, một tháng trời. Vì Tết năm nay tới sớm quá, cho nên trong một tháng mà có được một cái cuộc tổ chức nó thành công như vậy, đông đủ cái sự tham dự của đồng hương đến dọc bên hai bên, từ hai bên đường đó, thì nó cũng là một cái sự thành công. Và may mắn rằng là trong ngày hôm qua thời tiết quá là tuyệt vời. Tôi đã tham gia những cuộc diễn hành Tết bắt đầu từ năm 2006 cho đến năm nay, không bao giờ có gián đoạn. Thực sự là không thấy cái ngày nào mà trời nó đẹp như vậy, nó không có mưa. Mà nếu mà nắng thì nó cũng ăn nắng vừa phải thôi, chứ nó không có nắng gắt như là một số năm. Cho nên rằng là rất là vui, và là lần đầu tiên mà năm nay được chở anh Dũng đi diễn hành, chứ những năm trước là hai anh em chỉ là tường trình ở trên TV thôi. Còn năm nay là lần đầu tiên mà Việt Face TV chúng tôi không có tường trình, thưa quý vị, là vì tối hôm trước các anh chị em trong nhóm kỹ thuật đó đã phải tường trình từ một số các cái sinh hoạt để đón giao thừa, cho nên là không thể nào mà kịp thời. 1-2 giờ sáng mấy anh chị mới về tới nhà, rồi làm sao mà 4 giờ để ra set up máy móc để tường trình trực tiếp. Cho nên năm nay là lần đầu tiên mà Việt Face TV đã không có những hình ảnh này. Tuy nhiên ngày hôm qua có mặt ở tại cái khu vực mà tập trung trước đoàn biểu tình từ lúc 8 giờ rưỡi sáng cùng với John, thì chúng tôi có đi vòng một dạo một vòng. Khi mà các cái đoàn biểu tình, các cái đoàn diễn hành chuẩn bị để mà xuất phát, thì thấy cái không khí rất là rộn ràng, thưa quý vị. Đông đảo người, mà phần lớn các quý bà đều mặc áo dài thật là đẹp. Mà phải nói là năm nay cũng lạ, thanh niên, trai, tráng,
cũng mặc áo dài và họ đi từng đoàn từng đoàn, rất là dễ thương thưa quý vị. Các em trung học, các em học sinh, kể cả người Việt Nam, kể cả các em ở các sắc dân khác cũng đều có mặt ở trong các cái đội kèn, đội nhạc của mình, làm cho cái không khí nó rất là rộn ràng trong suốt cái đoạn đường mà chuẩn bị xuất hành. Qua từ cái đoạn đường Magnolia cho đến đoạn đường Busa, nguyên một cái cung đường đó đều đã thì cái khán đài chính nó nằm ở ngay giữa trước mặt Phước Lộc Thọ thưa quý vị, và người ta đã chứng kiến một hàng hai bên đường đó. Người dân năm nay cũng có vẻ là có vẻ đi đông nhiều hơn các năm trước, rất là nhiều, rất là đông. Đây là một cái điểm nữa mà làm cho cái không khí nó tươi vui rộn ràng. Hai bên thì thỉnh thoảng các cái cửa hàng là họ lại đốt pháo lên, làm cho cái không khí nó rất là rộn ràng, cộng với tiếng kèn, tiếng trống. Ôi thôi, phải nói là nếu mà quý vị nào đã hiện diện ngày hôm qua ở tại khu vực ở phía trước Phước Lộc Thọ, tại phía khán đài đó, thì chắc chắn sẽ chứng kiến được cái hình ảnh sôi động này. Và kể cả những cái tà áo dài thật là đẹp mà chúng tôi cũng có trích đoạn một số các đoạn video clip để gửi đến quý vị. Ngày hôm qua thì là vì không có ngồi tường trình, chúng tôi cũng có chỉ được ngồi ở phía sau xe của Tyler Diệp chở thôi, cho nên là chỉ quay được cái đầu của Tyler Diệp như trong một cái đoạn video clip mà quý vị thấy. Lúc mà xe của chúng tôi đi ngang qua khán đài đó, quý vị thấy đó, cái hình ảnh trên khán đài rất là đông bà con. Và đây là phía bên này đó là cái nơi để được thiết lập cho các phóng viên trực tiếp truyền hình về các cái đài truyền hình cũng như là các đài phát thanh. Rồi dọc theo hai bên đường nguyên cái đoạn mà chúng tôi đi qua đó, và đó là người đứng đầy hai bên đường, một cái khung cảnh rất là vui cho cái ngày Tết. Và năm nay đặc biệt là lại ngay ngày mùng 1 đúng không ạ? Cho nên là cũng mang cái không khí rất là rộn ràng. Rồi sau đó người ta lại đổ qua cái khu công viên Fountain Valley với cái hội chợ bên đó, cũng là các cái sinh hoạt Tết ở tại Little Sài Gòn năm nay nó rất là khởi sắc với cái thời tiết rất là đẹp. Và đối với những người nào mà vẫn còn muốn sinh hoạt hay là vui chơi Tết đó, thì cuối tuần này quý vị còn có một cơ hội nữa, là tại vì như anh Dũng trình bày đó, cuối tuần vừa qua thì là hội chợ Tết do chính quyền quận Cam đứng ra tổ chức hàng năm ở tại công viên Marshall Park thì đã kết thúc rồi. Nhưng mà cuối tuần tới đây nè, thì hội chợ Tết ở tại Orange County Event Center do Tổng hội sinh viên miền Nam California đứng ra tổ chức sẽ được thực hiện vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong cuối tuần này. Cho nên là những người nào mà vẫn là thấy là chơi chưa đã đó thì cuối tuần này xin mời quý vị đến để mà ủng hộ cho các bạn trẻ của Tổng hội sinh viên ở tại OC Fair and Event Center. Các bạn trẻ thì quý vị biết rồi, các bạn làm rất là công phu với các hội chợ mỗi năm, cho nên là năm nay cũng như thế, chứ chắc chắn là sẽ không có kém phần. Các bạn có những cái sáng tạo mà là tạo cho những cái khung cảnh để chúng ta nhớ về quê hương đó, rất là xuất sắc. Mỗi năm các bạn làm mỗi khác, thì đó là cái sự phát triển của các bạn trẻ. Chúng ta sẽ đến cùng ủng hộ tại OCC phải không ạ? OC Fair and Event, giống như cái nơi mà làm cái fairground của Costa Mesa, Fairview thưa quý vị, trên Freeway 405. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bước qua với một số các cái tin tức khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái tin tức mà có lẽ là nhiều người để ý nhất là vào khuya ngày thứ bảy, chưa có giao thừa, khoảng 10 giờ mấy tối đó, là có một cái vụ xả súng rất là lớn. Tuy nhiên là trước khi mà gửi đến quý vị cái phần tin đó, thì chúng tôi cũng gửi quý vị các cái bản tin khác. Một phần sau thì chúng tôi sẽ gửi các cái chi tiết liên quan đến cái vụ xả súng này. Trước hết là bản tin liên quan đến việc hơn 100.000 người biểu tình ở Tel Aviv để chống lại chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu. Những ngày cuối tuần vừa qua thì đã có hơn 100.000 người biểu tình tại trung tâm Tel Aviv vào ngày thứ Bảy 21 tháng Giêng chống lại chính phủ Thủ tướng Israel nước này là ông Benjamin Netanyahu và các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ này. Theo ước tính của cảnh sát trên truyền thông Israel, cảnh sát cho biết có thêm hàng ngàn người biểu tình ở Jerusalem và các thành phố khác trên khắp Israel. Và đây là những cuộc biểu tình đã tiến qua tuần thứ ba mà những người phản đối chính phủ của ông Netanyahu đã xuống đường để biểu tình. Nhưng là tuần có số cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Tư pháp của chính phủ, ông Yair Levin đã công bố một loạt các cải cách tư pháp vào đầu tháng, cho phép Quốc hội hủy bỏ các quyết định của tối cao pháp viện nước này và trao cho các chính trị gia nhiều quyền lực hơn trong việc bổ nhiệm các thẩm phán. Sau đó thì vào ngày thứ Tư, tòa án cao cấp của nước này cũng đã ra phán quyết rằng ông Netanyahu sa thải Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Aryeh Deri.
Ông Derry trước đây đã bị kết án về tội hình sự bao gồm cả việc vi phạm thuế. Và ông Derry đã thụ án treo và nói rằng ông ta sẽ rời khỏi văn phòng công. Với cái những cái sự rắc rối trong nội các của ông Netanyahu đó, thì người dân Israel trong thời gian vừa qua đã đổ xuống đường để biểu tình rất rất lớn và rất mạnh. Thì không biết là chính phủ cho đến giờ phút này thì các phóng viên cũng đã chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào chính thức từ văn phòng chính phủ của Israel. Vâng thưa quý vị, bước qua những mùa gọi là khai thuế sắp sửa bắt đầu thì vì trong thời gian qua cơ quan IRS là cơ quan thuế vụ của liên bang đã có thêm nguồn tài trợ và đã thuê mướn thêm khoảng 5.000 nhân viên mới, cho nên là những người nào mà khai thuế sớm sẽ thấy được cái phần gọi là bồi hoàn hay là tax refund của mình sớm hơn. Cơ quan IRS cho biết rằng là sẽ họ bắt đầu từ ngày hôm nay họ sẽ cho phép người ta khai thuế sớm đối với những người nào mà nghĩ rằng là mình muốn khai thuế liền chứ không cần phải đợi cho đến giữa tháng 4 mới làm. Và nếu mà những người đóng thuế nào mà có thể khai thuế qua điện tử đó và đã cung cấp những hồ sơ về là direct deposit cho ngân hàng thì quý vị có thể nhận được cái tiền refund của mình càng sớm hơn nữa, chứ không cần nhất thiết là phải đợi cho đến tháng 4 mới thấy được cái sự refund của mình. Và cũng xin nhắc nhở rằng là với cái số lượng nhân viên thêm 5.000 nhân viên IRS nữa thì cái khả năng refund nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà cái nguy cơ mà người ta bị kiểm tra hay là audit đó, nó cũng sẽ nhiều hơn, cho nên quý vị nên thận trọng hơn trong lúc mà khai thuế năm nay. Vâng thưa quý vị, và chúng ta sẽ có từ đây cho đến ngày 15 tháng 4 nếu theo đúng không có gì thay đổi về cái ngày giờ, thì từ ngày hôm nay 23 tháng Giêng sẽ bắt đầu mùa thuế và kéo dài cho đến ngày 15 tháng 4. Vâng thưa quý vị, với cái bản tin mà chúng tôi đã gửi đến thông báo cùng quý vị là ngày hôm qua thứ Bảy đó, chúng tôi xin lỗi ngày khuya ngày thứ Bảy trước giao thừa khoảng 10 giờ 20 phút tối thì đã có một vụ xả súng tại thành phố Monterey Park nằm ở phía tây bắc của quận Cam của chúng tôi này, ở khu vực Little Sài Gòn đó, thì đã làm rúng động cả dư luận Hoa Kỳ trong suốt vài ngày vừa qua vì cái mức độ của nó, 10 người chết và 10 người khác bị thương. Hiện nay thì người ta đang vẫn tiếp tục để tìm ra cái nguyên nhân chính vì sao mà nghi phạm đã xả súng. Vụ xả súng đã diễn ra ở tại một cái ballroom thưa quý vị, nơi mà thường thường có những cái người yêu thích khiêu vũ đó, họ đến đây để sinh hoạt cuối tuần. Trong cái buổi tối ngày hôm đó thì nghi phạm đã tiến vào cái Star Ballroom ở tại Monterey Park đầu tiên. Đây là những hình ảnh mà quý vị, khi mà một người ở một cái ballroom khác sau khi đã gây ra cái án ở tại Monterey Park thì hung thủ đã tiếp tục qua một cái ballroom khác ở thành phố Alhambra, thành phố lân cận nơi đó, cách đó khoảng vài dặm. Thì hung thủ đã vào trong và khi mà cảnh sát được gọi đến thì họ nói là họ chứng kiến một cái quang cảnh dễ sợ, tức là người thì chết nằm la liệt, người bị thương và những người mà chạy trốn thì đang kêu la để chạy, cố gắng chạy thoát thân. Và đó là cái tin mà làm cho cả thông tin của Hoa Kỳ đều phải nói đến trong suốt vài ngày vừa qua. Vâng. Và thưa quý vị, hiện nay động cơ của hung thủ vẫn chưa được người ta biết đến. Khi mà các điều tra viên vẫn tìm hiểu là tại sao một người đàn ông lớn tuổi rồi, có tên là tên Việt Nam mà lại nổ súng như vậy vào đám đông. Khẩu súng mà người ta tìm thấy mà hung thủ đã sử dụng là một loại gọi là semi-automatic pistol, đó là một loại súng lục nhưng mà được bắn theo dạng gọi là bán tự động. Thì theo các cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Los Angeles Sheriff County cho biết là đây là những loại súng mà theo luật của tiểu bang California là những loại súng phi pháp mà người dân thường không nên có được. Không biết là tại sao mà cái người đàn ông gốc Việt này lại có được một cái khẩu súng như vậy. Khi mà cảnh sát tìm đến Seven thì ông đã giống như là bắn một phát súng ra để mà tự tử. Và hiện nay thì dù rằng là Tết Nguyên Đán của người dân gốc Hoa ở tại khu vực này, nhưng mà tất cả những sự kiện đó đều bị cancel hay là hủy bỏ trong tối ngày thứ Bảy cũng như là trong ngày hôm qua và trong ngày hôm nay. Không có những sinh hoạt gì để mà gọi là ăn Tết nữa, mà toàn là những sinh hoạt gọi là để tưởng niệm cho
những nạn nhân đã thiệt mạng, ít nhất là 10 người, và những người hiện nay vẫn còn đang được điều trị ở tại bệnh viện, thì con số đó nghe nói là cũng ít nhất là trên 10 người, những người mà đã bị thương tích liên quan đến cái vụ xả súng từ một người đàn ông cũng gốc Á trong tối ngày thứ Bảy hôm qua. Thì quý vị thấy rằng là các cơ quan truyền thông lớn ở trên Hoa Kỳ đều đưa về bản tin này. Họ không dám nói đây là một cái hành động mang tính cách kỳ thị nhắm vào cộng đồng gốc Á, tại vì hung thủ cũng là một người có tên Việt Nam. Nhưng mà họ nói đây là những cái sự kiện liên quan đến vấn đề bạo lực súng đạn mà chúng ta càng ngày càng thấy nhiều, xảy ra nhiều hơn. Và nó không phải là xảy ra ở tại những cộng đồng xa xôi, ở tại những tiểu bang khác nữa, mà đối với lại người Việt ở tại miền Nam California, chắc là chúng ta cũng không có lạ gì với thành phố Monterey Park hay là khu vực San Gabriel Valley, chỉ cách khu vực Little Sài Gòn khoảng chừng 40 phút lái xe thôi. Nhiều người cũng thường xuyên lên đó để mà mua sắm hay là ăn uống. Thì nó xảy ra rất gần, nó xảy ra trong một cái ngày lễ rất là thiêng liêng đối với cộng đồng gốc Á. Những cái tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này, thưa quý vị, thì nghi phạm là một người đàn ông có tên là Hữu Cần hay là Hữu Can Trần, họ không có để dấu, Hữu Can Trần, năm nay 72 tuổi, và ông ta đã đi gây án tại hai địa điểm, hai cái ballroom như chúng tôi đã thưa quý vị, hai thành phố cách nhau chừng 2 dặm thôi. Cái người thanh niên mà đã cản trở ông khi ông ta đến cái ballroom ở tại thành phố Alhambra là anh Brandon Say này nè. Anh nói đó, từ ngôn ngữ, cơ thể, nét mặt, ánh mắt, ông ấy dường như đang tìm kiếm một người khác chứ không phải là những người mà ông ta đã xả súng trước đó. Thì có vẻ là tại cái nơi đầu tiên Monterey Park là ông đã vào xả súng thì vẫn chưa gặp được cái người chính mà ông muốn tìm là ai. Thì ông xả súng sau đó đã bỏ chạy ra và lên một chiếc xe van màu trắng và chạy đi qua thành phố Alhambra. May mắn là khi ông tới đây đó thì tại cái phía trước đó, cái nơi mà tiếp khách, thì anh thanh niên này đã bắt gặp ông này cầm súng vào và sau đó tri hô và đã vật lộn với ông đó. Ông đó còn đấm vào mặt của anh thanh niên này. Và sau đó thì anh này đã giật được súng và chĩa thẳng vào cái người này. Và nói nếu mà ông còn tiếp tục thì anh thanh niên này sẽ bóp cò. Sau đó thì ông Trần đó đã bỏ ra chạy ra ngoài. Và sau đó cảnh sát đã tìm thấy ông ta trên parking lot. Và ông ta đã xả súng để tự kết liễu đời mình. Nguyên nhân chính diễn ra tại đây thì không biết. Ông này là một người cư dân của thành phố Hammett. Thành phố Hammett thì nó nằm ở dưới phía này, phía mình, phải không ạ? Ở phía miền Nam. Tại sao ông ta lại lên sinh hoạt ở tên tận trên đó để mà gây án? Thì người ta vẫn đang tìm kiếm. Nó sẽ có nhiều các cái nguyên nhân để mà người ta sẽ phải tìm kiếm trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên một cái điều rất là đáng buồn là đây là hung phạm lại là một người đàn ông gốc Việt, thưa quý vị. Thì theo mà những cái lời mà xôn xao từ hôm qua đến giờ thì người ta nghĩ chắc có lẽ là một nghi án liên quan đến vấn đề tình cảm giữa ông này và một cái người mà ông đang tìm kiếm. Thì đó là cái mà người ta nghe dư luận, còn cái kết quả điều tra thì đến giờ phút này vẫn chưa nhận được. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái vụ này trong những ngày sắp tới. Và trở lại cùng bản tin, thưa quý vị, cũng các sinh hoạt liên quan đến Tết âm lịch của chúng ta. Tại thành phố New York trong ngày hôm qua thì người ta cũng đã có những cái cuộc tụ họp rất là đông những người Mỹ gốc Á để cùng ăn mừng đón Tết trong cái bối cảnh là nhiều vụ xả súng đã diễn ra suốt những ngày cuối tuần. Không chỉ riêng gì ở cái vụ xả súng ở tại Monterey Park mà một số các địa phương khác cũng đã ghi nhận được có rất nhiều vụ xả súng, thưa quý vị. Và các phóng viên của đài CNN nói rằng cuối tuần vừa qua là một cuối tuần thật là đau thương, là vì là để trong cái không khí tưng bừng đón Tết âm lịch của những người Mỹ gốc Á thì người ta lại chứng kiến nhiều vụ xả súng đã diễn ra. Quý vị thấy đó, tại New York thì cái tình hình an ninh đã được tăng cường rất là nhiều khi mà hàng nhiều người đã cùng tập trung ở các khu phố lớn tại New York để ăn mừng Tết âm lịch. Thì cả lực lượng an ninh cũng đã làm việc một cách cực lực để mà bảo vệ an toàn sau tất cả những cái vụ xả súng mà chúng tôi vừa kể cùng quý vị. Thì đó là những cái sinh hoạt ở tại thành phố New York trong ngày hôm qua thứ Bảy và Chủ nhật hôm qua. Và thưa quý vị, sang qua những tin tức liên quan đến vấn đề phá thai, thì trong cuối tuần vừa qua, những người muốn đứng ra để mà bảo vệ cho quyền tự do phá thai của phái nữ cũng đã biểu tình tại nhiều nơi khắp đất nước để mà kỷ niệm 50 năm
án lệ Roe v. Wade được đưa ra khi mà 50 năm trước đây, tối cao pháp viện Hoa Kỳ thời đó đã hợp pháp hóa vấn đề phá thai. Tuy nhiên, với tối cao pháp viện hiện tại vào tháng 6 của năm ngoái, thì tòa án đã đảo ngược lại án lệ này. Bây giờ, án lệ Roe v. Wade chỉ được xem như là một cái gì đó để cho người ta học hỏi hay là kỷ niệm nó mà thôi, chứ nó không có còn gọi là hiện hành trên luật pháp của đất nước Mỹ nữa. Và cũng trong ngày hôm qua thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã phát biểu tại một nghi thức để mà kỷ niệm án lệ này, khi mà bà xuất hiện tại thành phố Tallahassee của tiểu bang Florida để mà cổ võ cho những người đã tranh đấu cho quyền lợi phá thai của phái nữ. Và mặc dù như vậy, thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Biden cũng nên đưa ra một số các biện pháp để mà cho những người phụ nữ nào vẫn cần đến những dịch vụ phá thai hay là ngừa thai và có thể tiếp cận được những dịch vụ này từ chính quyền liên bang qua Bộ Y tế Nhân dụng và cũng như tại một số các tiểu bang mà chuyện phá thai vẫn còn được hợp pháp. Đây là hình ảnh của những người biểu tình ở tại tiểu bang Wisconsin, thưa quý vị. Ở tại DC, Washington DC thì cũng đã có một số các cái cuộc biểu tình rất là lớn để chứng kiến cái cảnh mà những người chống đối lại cái việc mà hủy bỏ quyền phá thai của phụ nữ đó, thì họ cũng đứng ra là tổ chức ngày hôm qua. Ngoài hai cái địa điểm mà chúng tôi vừa kể, Wisconsin và DC, thì còn nhiều tiểu bang khác cũng có những cái nhóm phụ nữ đã đứng lên để cùng đi diễn hành, và đặc biệt là để kỷ niệm 50 năm án lệ Roe v. Wade. Một phụ nữ trong số này đã lên tiếng khi mà các phóng viên đã hỏi bà đó, thì bà nói rằng là hiện nay đó thì người phụ nữ đã mất đi cái quyền này vì một số các cái nhà thẩm phán bảo thủ đã chiếm đa số ở tại tối cao pháp viện và làm cho cái quyền phá thai của người phụ nữ bị cấm đoán như thế. Cho đó là hiện nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục với cái phong trào để chống đối lại những cái việc cấm đoán này và sẽ chuyển sang một cái giai đoạn khác. Đây là cái quang cảnh mà quý vị thấy đó, những người biểu tình đã tập trung ở phía trước tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là trước tối cao pháp viện trong ngày hôm qua Chủ nhật ở tại Washington DC. Dạ vâng. Kể đến thưa quý vị là về vấn đề tin tức với giới điện ảnh, khi mà cuốn phim Avatar The Way of the Water đã đạt được cái doanh số bán là 2 tỷ Mỹ Kim tại những rạp cine trên toàn thế giới. Và người ta nói rằng là với phim Avatar Way of the Water và cũng như là cuốn phim Avatar tập 1 đó và cuốn phim Titanic, thì đạo diễn James Cameron là người đạo diễn duy nhất mà đứng ra để mà gọi là điều hành 3 cuốn phim với doanh số bán ra là 2 tỷ Mỹ Kim. Và đây là một sự kiện rất là đặc biệt đối với một đạo diễn như ông James Cameron. Và ngoài ra nữa thì người ta cũng đang vui mừng với cái sự thành công của cuốn phim Avatar Way of the Water đã được trình chiếu trong được hơn một tuần rồi và vẫn thu hút cái sự ủng hộ của nhiều khán giả trên thế giới. Ngày hôm qua thì một chiếc tàu thăm dò mặt trăng của Hàn Quốc đã chụp được những bức hình tuyệt đẹp về trái đất và mặt trăng, thưa quý vị. Tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc đã gửi về trái đất một số các hình ảnh nổi bật về trái đất và mặt trăng. Đây là một số các hình ảnh ở trong đó quý vị đang nhìn thấy khi cái góc cạnh mà nhìn từ phía mặt trăng nhìn về phía trái đất của chúng ta. Tàu quỹ đạo mặt trăng Pathfinder của Hàn Quốc đã bắt đầu quay quanh mặt trăng kể từ hồi tháng 12 sau khi tàu vũ trụ của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Nam Hàn phóng lên một hỏa tiễn của SpaceX Falcon 9 từ mũi Cape Canaveral ở Hoa Kỳ vào hồi tháng 8. Tàu thăm dò này được đặt tên theo tiếng Hàn Quốc là Danuri. Đây là cái tên đã được chọn ra sau một cuộc thi đặt tên cho cái chiếc tàu thăm dò này từ Nam Hàn. Và nó có ý nghĩa là mặt trăng và sự tận hưởng. Chiếc tàu thăm dò này sẽ quay quanh mặt trăng trong vòng 11 tháng. Những hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy, nhìn những tấm ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp được chụp từ chiếc phi thuyền thám hiểm này. Nam Hàn đã ký một cái hiệp định có tên là Artemis vào năm 2021 và hợp tác với cơ quan NASA của Hoa Kỳ trong việc khám phá mặt trăng.
chiếc tàu thăm dò này có mang theo 6 thiết bị, bao gồm cả những cái camera đặc biệt do cơ quan NASA tài trợ, và viện nghiên cứu ở Nam Hàn đã phát triển cái máy ảnh có độ phân giải cao của tàu thăm dò này để có thể theo dõi các địa điểm hạ cánh trong tương lai qua cái chương trình hợp tác không gian của hai quốc gia. Thì đây là những cái hình ảnh đầu tiên mà tàu thăm dò này đã gửi về trong ngày hôm qua. Cái camera của được trang bị cho cái tàu này đó, nó có cái độ nhạy hơn hàng trăm lần so với các camera trên tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng của cơ quan NASA trước đây. Thưa quý vị, Ấn Độ cấm cuốn phim tài liệu của đài truyền hình BBC về vai trò của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh ngăn chặn việc phổ biến một bộ phim tài liệu do đài truyền hình BBC thực hiện, chỉ trích vai trò và cáo buộc rằng là Thủ tướng Narendra Modi trong các cáo buộc bạo loạn chết người ở tại Gujarat vào năm 2002, trong một động thái mà các nhà phê bình chỉ trích là tấn công quyền tự do báo chí. Một cố vấn cấp cao của Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình cho biết là các hướng dẫn để mà chặn bộ phim tài liệu được ban hành bằng cách là sử dụng quyền hạn khẩn cấp có sẵn cho chính phủ theo các quy tắc công nghệ và thông tin của Ấn Độ. Ông Modi và cũng như là đảng của ông đã lên nắm quyền Ấn Độ vào năm 2014, thúc đẩy làn sóng chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu ở đất nước với 1,3 tỷ dân, nơi có gần 80% dân số theo đạo. Trước đó thì ông đã bác bỏ các cáo buộc rằng là ông đã không ngăn chặn bạo lực vào năm 2002, và một nhóm điều tra đặc biệt do Tòa án tối cao Ấn Độ chỉ định vào năm 2012 không tìm thấy những bằng chứng nào cho thấy rằng là ông đã phải chịu trách nhiệm. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, vẫn chuyện liên quan đến các hồ sơ mật của Tổng thống Joe Biden. Và những ngày cuối tuần vừa qua thì cơ quan FBI cũng như là tòa của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một số các chi tiết liên quan đến thêm 6 trang tài liệu vừa được tìm thấy ở tại nhà riêng của Tổng thống Joe Biden. Vụ việc lại trở nên sôi nổi với những tin tức vừa nêu. Và người ta lập tức lại cho rằng Tổng thống Joe Biden đã rất bất cẩn trong việc giải quyết các hồ sơ mật của mình. Trong khi trước đây người ta đã dẫn lại những cái lời mà ông đã từng tuyên bố sau khi mà Bộ Tư pháp cũng như là FBI đã khám phá ra nhiều hồ sơ mật được lưu trữ tại Mar-a-Lago. Thì nay cái vấn đề này đối với việc giải quyết hồ sơ mật của Tổng thống Joe Biden là một cái vấn đề nổi bật. Những diễn biến mới nhất cho đến nay cho chúng ta thấy rằng một điều là ngày càng có nhiều cái việc đưa đến những cái nhận định là cái sự bất cẩn của Tổng thống Joe Biden đối với việc giải quyết các hồ sơ mật của quốc gia. Vâng thưa quý vị, hiện nay thì tất cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ của cả hai bên đều lên tiếng có vẻ là chỉ trích Tổng thống Joe Biden rất nhiều về vấn đề này. Cho đến nay thì Tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một số các cái lời phân giải để có thể làm nhẹ bớt những cái chuyện này, nhưng có vẻ nhưng cũng không có thể bao biện được bao nhiêu đối với ngày càng nhiều tài liệu mật được khám phá. Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nhận định của Tyler Diệp sau đây để xem liệu trong thời gian sắp tới còn tài liệu mật nào có thể được khám phá nữa hay không, và nếu như nó ngừng lại ở đây thì hậu quả của nó sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, theo ý kiến cá nhân của tôi đó, cái vấn đề mà gọi là ông Tổng thống Joe Biden có lưu giữ một số hồ sơ mật trong những văn phòng tư hay là nhà tư của ông, càng ngày nó càng trở nên một cái vấn đề chính trị nhiều hơn là về vấn đề pháp lý. Vấn đề pháp lý thì mình tạm không có bàn đi. Tại vì pháp lý thì chuyện ông đã lỡ làm hay là cố ý làm, thì bây giờ ông đã hợp tác với lại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và ông và cũng như là cựu Tổng thống Donald Trump đều đã được hay là đang bị một công tố viên độc lập đứng ra để mà điều tra rồi. Thì cái chuyện mà là pháp lý mình tạm gạt qua một bên. Giờ chúng tôi chỉ muốn chia sẻ ra một số nhận định về vấn đề mà là chính trị thôi. Cái khác của hai người này nó là như sau. Ông Trump cũng bị người ta cáo buộc là cẩu thả hay là cái chuyện mà gọi là cố tình lưu giữ hồ sơ mật. Nhưng mà cái chuyện của ông Trump đó, đó là sau khi mà FBI khám xét nhà của ông, khiêng đi 11 thùng hồ sơ mà được liệt kê là hồ sơ mật, thì coi như là cái chuyện đó là nó xong. Một số các cơ quan truyền thông dĩ nhiên là sẽ lặp đi lặp lại cái chuyện đó,
Nhưng mà cái sự kiện đó là xong vào tháng 8 của năm ngoái, nếu tôi nhớ không lầm. Và sau đó sẽ không có những cái chuyện, hay là như là chúng ta đã không có nghe những cái chuyện rằng là chung cư của ông Trump ở tại New York có hồ sơ mật, hay là cái khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở tại New Jersey cũng có hồ sơ mật. Đó là những cái khu mà ông thường xuyên tới trong lúc mà ông làm tổng thống. Nhưng mà khác với lại ông Trump đó, thì ông Biden dù rằng là từ lúc ban đầu, sau khi khám phá ra là mình đã lưu trữ những hồ sơ mật này, thì cứ cho rằng là ông đã tự hợp tác với lại Bộ Tư pháp, với lại FBI đi, để mà trao trả lại nó. Nhưng cái vấn đề chính trị của ông Biden là như sau. Trong trước khi mà chúng tôi thu chương trình này, tôi nói với lại Dũng đó, mình dùng cái chữ đó bình dân chút xíu, giống như là ông hiện nay là ông đang bị cái tình trạng là ông tiểu xoán. Có nghĩa rằng là cứ một tuần hay là vài ngày á, thì nó lại nổ ra một cái vụ nữa. Giống như rằng là trước hết chúng ta nghe rằng là ông đã lưu giữ khoảng chừng 10 trang hồ sơ mật ở tại cái văn phòng của ông tại trường đại học Penn University tại thủ đô Washington, là một sự kiện. Sau đó ông tự cho các trợ lý cá nhân cũng như là luật sư cá nhân lục soát nhà của ông ở tại Wilmington, Delaware. Họ là tìm ra thêm vài văn kiện được liệt kê là hồ sơ mật nữa. Rồi bây giờ là để chứng minh rằng là ông muốn hợp tác hoàn toàn với lại Bộ Tư pháp, thì ông đã đồng ý cho nhân viên FBI lục soát tư gia của ông một lần nữa. Mà khổ đó là khi mà họ lục soát là họ đã tìm ra thêm 5-6 văn kiện nữa, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì quý vị thấy rằng trong một cái thời gian độ một tháng thôi mà giới truyền thông đã được Tổng thống Biden nuôi tin hết 3 lần. Nuôi tin đây rằng là cứ hẹn tuần là có những cái vụ mới. Và nó thì không cần biết rằng là 11 thùng hồ sơ hay là vài trang hồ sơ mật, cứ hễ mỗi lần mà có sự kiện mới đó thì tên tuổi của ông Biden sẽ bị người ta lôi ra để mà nói. Mà bây giờ chúng thấy rằng là ông Biden ông đâu có muốn người ta nhắc đến cái vụ này, ông chỉ muốn là phải nhắc đến cái nghị trình làm việc của ông như thế nào. Ông muốn là giới truyền thông phải nhắc đến cái sự gọi là chia rẽ hỗn loạn của Cộng hòa tại Hạ viện như thế nào, chứ ông đâu có muốn là người ta nhắc đến cứ mỗi tuần là kiếm 2-3 cái tờ giấy mới, thà là kiếm một lần cho nó xong đi. Cho nên rằng là lúc ban đầu mà tôi nói với lại anh Dũng là cái trường hợp của ông Biden hiện nay giống như là một cái người lớn tuổi mà đang mắc cái bệnh tiểu xoán. Mà nếu mà cái bệnh này mà không có giải quyết được nữa đó, mà chúng ta thấy thì nhìn tuần sau không biết là ông Biden còn có một cái tư gia nào nữa hay không, hay là cái văn phòng nào nữa không, mà nó cứ rò rỉ ra 5-6 trang, 10 trang. Mà cái đợt mới nhất đây đó là người ta nói rằng là có những cái hồ sơ mật mà ông lưu giữ từ thời mà ông gọi là làm thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Delaware nữa, chứ không phải là thời phó tổng thống nữa. Nghĩa là từ lúc mà ông làm thượng nghị sĩ liên bang, lúc trong ông đóng trong những cái vai trò giống như là chủ tịch của ủy ban tư pháp hay là chủ tịch của ủy ban đối ngoại đó, nghĩa là ông này đã đem vài trang hồ sơ mật về nhà rồi. Thì không biết rằng là trong tất cả những cái tài sản mà ông sở hữu đó, những căn nhà mà ông sở hữu, không biết là còn chỗ nào mà ông để thêm vài trang nữa. Mà nếu mà để cho nhân viên FBI lục soát nữa đó, thì nó còn có ra thêm vài trang nào nữa không? Đây cũng là một cái vấn đề lớn mà hiện nay Bộ Tư pháp cũng như là FBI sẽ phải tìm ra câu trả lời, liệu còn tài liệu hồ sơ mật nào được lưu trữ ở những nơi không đáng có hay không. Cái vấn đề mà tờ USA Today News đưa ra trong ngày hôm nay, thưa quý vị, tác giả của nó là Josh Meyer đã viết, cái vấn đề mà bộ lưu trữ hồ sơ mật của quốc gia thiếu sót một số các cái việc quản lý hồ sơ mật không phải là hiếm trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Những tiết lộ về tài liệu mật của Tổng thống Biden và của cựu Tổng thống Trump bao gồm cả kho hồ sơ mới được tìm thấy tại nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware vào ngày thứ Sáu rất khác nhau. Mặc dù cả hai đều cho thấy rằng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ có thể bị đe dọa bởi các tài liệu nhạy cảm của chính phủ được lưu trữ ở những địa điểm không an toàn. Các nhà phân tích bảo mật thì nói với USA Today là tất cả những việc này có một điểm giống nhau, là cả hai trường hợp, cho dù là ở nhà của Tổng thống Joe Biden hay ở tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump, cả hai trường hợp đều nhấn mạnh đến hệ thống bảo vệ các tài liệu mật của Tổng thống của Hoa Kỳ cần phải được cải thiện một cách khẩn cấp, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng
khi một chính quyền này chuyển giao chìa khóa tòa Bạch Ốc cho một chính quyền khác. Đó là lời kết luận của ký giả Josh Meyer của USA Today mà chúng tôi cũng muốn dùng để kết thúc cái phần chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn phần phân tích của Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành, một năm mới dồi dào sức khỏe đến cùng tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trần Financial, mua nhà, bán nhà, business loan với tiền commission rẻ nhất. Nếu không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Máy xăm Staccato, một công nghệ mới, xăm da đầu, chân mày và môi, hiệu quả không ngờ. Chào đón năm mới, Gia Hân khuyến mại lớn chưa từng có cho khán giả Vietfix TV. Dàn karaoke JBL chính hãng giá 4.999 giảm còn 3.599, bao gồm loa Cooler Marae JBL PRX One Portable 2000W, vang số JBL VXA Professional chống hú, model mới nhất cao cấp năm 2023, microphone JBL VM300 âm thanh ngọt ngào như ca sĩ chuyên nghiệp. Gia Hân Karaoke, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, hơn 15 năm kinh nghiệm, luôn cập nhật công nghệ mới nhất để nâng tầm giọng hát của quý khách tiên phong số 1 tại Mỹ về thiết bị vang số. Xin gọi ngay 407-704-6970 để hưởng ưu đãi sớm nhất. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Để có cuộc sống sung mãn cho ngày về hưu, quý vị đã làm việc khó nhọc trong thời gian dài 20-30 năm để tạo được số vốn đáng kể như ngày hôm nay trong các quỹ 401k, 403b và pension. Là người tuận tụy làm việc như quý vị, Ted Ngô là một Certified Financial Planner, cố vấn tài chánh thực thụ, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc chặt chẽ với khách hàng. Ted Ngô sẽ lắng nghe, xác định mục tiêu và cùng thảo luận với quý vị, thiết lập nên kế hoạch tài chánh hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và giúp quý vị an tâm thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ trong ngày về hưu. Kế hoạch tài chánh là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự từng trải và kinh nghiệm của người cố vấn. Ted Ngô sẽ đồng hành và luôn có mặt khi quý vị cần đến. Ted Ngô, 714-377-8700, 714-377-8700. Ngày hôm nay, Steven Trần phải đến cơ sở thương mại của người Việt Nam để giới thiệu về chương trình vay mượn từ 10.000 đến 500.000 đồng trong vòng một tuần lễ là quý vị có tiền. Tiền lời chỉ 1.26%. Nếu quý vị là những chủ nhân cơ sở thương mại ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ, hãy gọi ngay cho Steven Trần 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Steven Trần xin trân trọng kính mời. Hân hạnh giới thiệu kỹ nghệ xâm tóc thẩm mỹ giống như tóc thật, dành cho những ai bị rụng tóc, tóc thừa. Máy xâm Staccato được sản xuất tại Hàn Quốc, đang phổ biến trên thế giới và cộng đồng Việt Nam hiện nay. Nghệ thuật xâm cái tóc trên da đầu được so sánh không khác gì với tóc thật, đẹp và bóng như tóc mới mọc và đang mọc. Sản phẩm Scalp Micropigmentation, có nghĩa là vi sắc tố trên da đầu, đọc tắt là SMP, Staccato nhỏ gọn, an toàn, vệ sinh và dễ dàng sử dụng. Đây là cơ hội cho quý vị trong ngành nail, tóc để phát triển thương vụ thăng tiến với thu nhập không ngờ. Hãy liên lạc với Cẩm Linh Staccato ở số 323-642-8488 hoặc 714-376-0741. Quý vị sẽ trở thành tay nghề xâm tóc nghệ thuật một cách dễ dàng. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfix TV.